Nàng thơ từ vùng Israel. Yoshibia sinh năm 2001, đến từ Nahariya, Israel, cùng quê với ngôi sao Wonder Woman 1984 Gal Gadot. Gia đình Shabia gốc Tunisia, một đất nước nghèo ở châu Phi. Yoshibia là con út trong gia đình có 6 người con, sống ở một thị trấn nhỏ phía bắc Israel. Mẹ cô là nhà môi giới kiêm thủ thư, bố là giám sát viên nhà máy. Bố mẹ cô khá nghiêm khắc vì gia đình theo đạo, nhưng luôn ủng hộ con đường cô lựa chọn. Bên cạnh nhan sắc trời cho, cô gái Israel còn sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1m74, số đo 3 vòng của chân dài 10x là 84-61-94. Yoshibia có đường nét khuôn mặt toát lên vẻ vừa ngây thơ, vừa gợi cảm. Một trong những điểm thu hút nhất của Shibia là đôi mắt màu xanh lá cây hút hồn, chỉ 2% dân số thế giới có màu mắt trên. Do được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh rất khiêm tốn. Đến hiện tại, khi mới 19 tuổi và sau 3 năm vào nghề, cô gái này đã đạt được thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp và có được cuộc sống trong mơ của nhiều người. Chia sẻ về bắt đầu sự nghiệp người mẫu, người đẹp Israel cho biết: "Tôi bắt đầu làm mẫu năm 16 tuổi, nó là một câu chuyện vui thực sự. Bạn bè cho rằng tôi cần phải lập một tài khoản Instagram. Ban đầu tôi không đồng ý nên họ đã thay tôi làm việc này. Một nhiếp ảnh gia địa phương nhìn thấy ảnh tôi trên Instagram và hỏi liệu tôi có thích tham gia một buổi chụp hình hay không. Và rồi mọi chuyện bắt đầu như thế. Lúc bắt tay vào làm việc, tôi quyết định chuyển tới Tel Aviv. Tôi sống độc lập và tập trung để đạt được mục tiêu của mình." Yoshibia dần được mời chụp quảng cáo và làm mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng. Từ đó, cô bắt đầu đi theo nghề người mẫu. Nhờ gương mặt sáng và làn da không tì vết, Yoshibia được chọn làm người mẫu cho thương hiệu KKW Beauty của Kim Kardashian vào năm 2018. Đến năm 2019, cô làm đại diện cho sản phẩm chăm sóc da sinh học của Kylie Jenner. Cô dự định sẽ đến Mỹ tập trung phát triển sự nghiệp sau khi hết bị hạn chế vì dịch COVID-19. Hành trình của Yoshibia ban đầu cũng không hề suôn sẻ. Cô từng bị trường trung học tôn giáo Upana phản đối việc đi làm người mẫu và còn dọa gửi thư tới Bộ Giáo dục Israel để đuổi học. Yoshibia cũng có niềm yêu thích đi du lịch và hy vọng sẽ được bay ngay khi các lệnh giới hạn được nới lỏng. "Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho 2 mùa của chương trình dành cho thanh thiếu niên được phát sóng ở Israel. Tôi có vài dự án lớn đang thực hiện và ngay khi hoàn thành chúng, tôi sẽ quay trở lại Los Angeles, Mỹ. Đây là một trong những đất nước yêu thích của tôi. Tôi cũng thích châu Âu và đi du lịch khắp nơi. Trước khi dịch COVID-19 ập đến, tôi thường du ngoạn đó đây. Điều tôi thích ở công việc của mình là được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, những con người mới và nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp", Yoshibia chia sẻ. Bất ngờ thành quý cô sang chảnh. Sau khi được TC Candle bầu chọn là người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới 2020, thu hút với ánh mắt xanh, môi dày, làn da mịn, người mẫu Yoshibia vụt sáng thành sao sau một đêm. Vào tháng 12 năm ngoái, Yoshibia, người mẫu 19 tuổi đến từ Israel, đã được bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh 2020 trong bảng xếp hạng thường niên của TC Candle. Ngay lập tức, tên tuổi của người mẫu này trở nên nổi tiếng và được quan tâm hơn hẳn. Chỉ trong hơn một tháng, Instagram của cô đã tăng hơn 200.000 người follow. Đây là năm thứ tư liên tiếp Yoshibia có mặt trong danh sách tôn vinh sắc đẹp. Năm 2018, cô đứng hạng 3. Sang năm 2019, người mẫu 19 tuổi ở hạng 2 và tăng thêm một hạng vào năm 2020. Trả lời phỏng vấn với tờ Fabulous, Yoshibia chia sẻ về danh hiệu mình vừa đạt được. "Tôi đã rất ngạc nhiên, cảm giác thực sự phấn khích dù không biết vì sao mọi người lại chọn mình. Tôi cho rằng cái đẹp là một thứ gì đó rất riêng biệt và tất cả mọi phụ nữ đều xinh đẹp. Tôi cho rằng điều khiến một người xinh đẹp là sự tốt bụng, vui vẻ và quan trọng nhất là luôn tích cực. Khi bạn sống tốt, điều đó sẽ thể hiện rõ ràng trong đôi mắt bạn. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối." Lúc nhận được tin mình đạt danh hiệu này, Jill còn đang trong quân ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Israel. Tuy nhiên, cô gái trẻ cũng thành thật cho biết, những gì cô nhận được trong thời gian qua cũng không ít tiêu cực. Jill đã bị khủng bố tin nhắn trên trang mạng xã hội với những lời chế giễu, chê bai rằng không xứng, xấu xí hay thậm chí còn bị bôi nhọ, đặt điều ác ý. Tuy nhiên, người mẫu không quá quan tâm đến chúng. Yoshibia được dự đoán sẽ sớm thành biểu tượng nhan sắc của Israel trên sàn diễn thời trang quốc tế trong tương lai không xa, trở thành nguồn cảm hứng cho các cô gái. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô gái vì có vóc dáng đẹp cùng lối phối đồ đơn giản, mang tính ứng dụng cao. Yoshibia hiếm khi mặc trang phục hở, khoe thân hình quá đà. Cô luôn biết cách tiết chế thông qua trang phục dễ mặc như áo crop top trơn hay quần jeans. Mới đây, Jewish Business News đưa tin, Yoshibia sẽ là người mẫu Israel đầu tiên xuất hiện trên trang bìa El Official Arabia,
tạp chí thời trang và văn hóa Saudi Arabia có trụ sở tại Dubai, UAE. Đây được xem là cột mốc quan trọng với người đẹp 19 tuổi. Như người dự đoán, cô sẽ được các thương hiệu thời trang danh tiếng săn đón trong thời gian tới. Phong cách thời trang thường ngày của Yael Shebel ưu tiên sự năng động, trẻ trung và bắt kịp xu hướng. Gu ăn mặc sành điệu, biến hóa đa dạng của chân dài xinh đẹp này cũng được giới trẻ đặc biệt yêu thích theo đuổi. Dù diện theo phong cách trẻ trung hay quyến rũ, trưởng thành, cô vẫn trông thu hút. Khi rời ống kính, Yael trở về đúng lứa tuổi của mình và chuộng phối đồ cùng sneaker trắng. Nó là món phụ kiện giúp cô dễ kết hợp với quần áo toàn mang tông trắng, be, đen, xám. Không dừng lại trong lĩnh vực thời trang, Yael còn lấn sân sang diễn xuất khi tham gia một phim truyền hình về lực lượng vũ trang Pamex của Israel. Thành công của cô gái 19 tuổi được so sánh với nhiều người mẫu nổi tiếng như Smallis Monka, Judith Revelis và Sophia Mechetner. Tuy nhiên, Yael gặp không ít khó khăn để cân bằng sự nghiệp và lối sống tôn giáo của gia đình. Không chỉ từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp mẫu vì trang phục không phù hợp, khi lưu diễn nước ngoài, cô cũng phải chật vật để tìm được loại đồ ăn phù hợp với quy định của người Do Thái. Tuy nhiên, 10X được gia đình hết lòng ủng hộ sự nghiệp và hỗ trợ cô nhiều nhất có thể. Chuyện tình yêu với cháu ngoại của tỷ phú. Không chỉ thành đạt trong sự nghiệp, cô còn khiến nhiều người ghen tị vì chuyện tình yêu với Brand Concord, cháu ngoại 36 tuổi của tỷ phú Mỹ, kiêm ông trùm truyền thông Schumer Redstone. Tính đến nay, hai người đã hẹn hò được hơn một năm. Yael tiết lộ bạn trai rất vui mừng và tự hào khi cô được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới. Trước khi Yael trở nên nổi tiếng, chuyện tình của cặp đôi này cũng từng thu hút sự chú ý vào tháng 6 năm ngoái, khi Brandon vì đến thăm Yael ở Israel mà bị chính phủ nước này trục xuất vì vi phạm các quy định ngăn ngừa và kiểm soát dịch COVID-19.